Chào tất cả bác nhá. Đấy, nay cửa hàng em lên clip giới thiệu cho bác hai con máy thổi lá siêu rẻ các bác nhá. Đấy, siêu nhẹ luôn. Đó, đến thương hiệu Echo. Đó, trước khi em giới thiệu chi tiết hơn, con nào xem được video thì cho em xin nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Có thể mua hàng là 0862 567 746 nhá. Đó, số em có cả sử dụng ở Zalo. Đấy, các bác nhắn tin gọi điện trực tiếp hay nhắn tin qua Zalo đều được nhá. Đó, rồi. Hôm nay em có hai cây máy giới thiệu con liền lạc trước bác nhá. Đó, con Echo. À, đến từ thương hiệu Nhật Bản, đó, hàng Nhật bãi, Made in Japan. Con này công suất 26cc, lòng con này là 34 ly. Đó, con này siêu nhẹ luôn, 3kg. Hàng là hàng 2 thì các bác nhá. Con này liền lạc hơn, ống thổi ống trước thì còn nguyên này. Đó, ống thổi ống trước còn nguyên. Con này bên em vừa rửa dọn xong rồi các bác nhá. Đó, lên clip giới thiệu luôn cho bác. Đó, hàng siêu nhẹ 3kg, được trang bị đã chế ra ngang này, cực kỳ lợi xăng luôn, trục giật trợ lực lớn này, giúp độ nổ bác sẽ cao hơn nhá. Đó bác à. Đó, bộ bóng là trắng luôn. Đó, 26cc. Con này thích hợp cho bác nào thổi sân vườn nhà, đó, dọn vệ sinh môi trường. Đấy, mùa này học sinh sắp đi học rồi, các bác nên tham khảo của con thổi lá nhá. Siêu rẻ mà thổi ngon. Đó, đặc biệt tiếng bô của con Echo này cực kỳ là giòn luôn, giòn như bánh đa cua nhá. Đó, xăng là xăng 2 thì, xăng pha nhớt. Đó, sử dụng giống máy cưa, máy cắt cỏ 2 thì đó. Đó, ống thổi thì còn nguyên. Con này siêu nhẹ luôn, 3kg. Đó, bác nào mua về cho con em dùng cũng rất là ok. Đó, rất là nhẹ luôn, rất là dễ sử dụng, tại vì có trục giật trợ lực lớn này, giật thì gọi siêu nhẹ nhàng. Đó, con này giá báo giá luôn cho bác nhé. Con liền lạc này giá là 1.800.000, bao ship toàn quốc. Đó, bên em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đấy, các bác ở lâu thì em cũng ship được cho các bác luôn. Đó, giật thì gọi siêu nhẹ nhàng nhé. Đó, em cắt nổ cho các bác này, cực kỳ rất là nhạy nổ luôn. Đó, tắt đi xem lại cho các bác nha. Giật thì gọi siêu nhạy nổ luôn, quá là nhạy nổ. Đây, bác nào có tuổi rồi, khó tính, yêu cầu một con máy nhạy nổ, sử dụng rất là nhạy nổ luôn, giật trong một lần, thì các bác nên tham khảo con này nha. Đó, Echo con này giá các bác là 1.800.000, bao ship toàn quốc. Đó, rất là nhẹ nhàng, sử dụng gia đình, thổ sân vườn thoải mái luôn. Đấy, riêng con này rồi. Ok, tiếp theo cây số 2. Cây số 2 thì hàng bãi mà nó bị về mất cái ống bác nhá, mất một cái ống. Đó, con này để cho bác giá là 1.700.000, bao ship toàn quốc. Và bác nào về lắp ống tiền phong các thứ đó, vừa cái này thì bác lắp nhá. Đó, con này cũng vừa được rửa dọn ngon lành hết cho các bác rồi. Đó, giá này là 1.700.000. Đó, trang bị chế ra ngang này, cực kỳ lợi xăng luôn. Một bình xăng này bác thổi được khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đó, rất là tiết kiệm xăng luôn. Bồ vọng cũng rất là trắng luôn. Đó, bù gì bù riếc rửa sạch sẽ gọn ghẽ cho các bác rồi. Đó, 3kg, sử dụng rất là nhạy nổ. Đó, tét nổ cho các bác này. Đó, thì là giòn luôn các bác nhá. Đó, con liền lạc thì giá là 1.800.000. Đấy, bác nào thích thì cứ chốt alo qua cho em. Đó, con mất ống này giá là 1.700.000. Máy móc thì rất là liền lạc luôn. Rồi, đẹp trên tầm 90% cho các bác luôn nhé. Đó, giá 1.700.000 rồi. Em xin phép kết thúc video ở đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0862 567 746 nhé. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.